cách làm nền cho cây quả có chiều sâu và nhìn trông xinh hơn nha, vẫn là màu trắng và màu đen. Đương nhiên là trước khi làm nền cây quả là ta đã có cái lớp nền ở bên trong rồi nhé. Chanh nền càng dày sẽ càng đẹp các bạn nha. Còn riêng cây quả kiểu như này thì mình sẽ làm nền bằng màu đen và màu trắng cùng hòa vào nhau. Và cứ tưởng tượng cái quả ở bên trong thì mình sẽ làm màu đậm, còn cái quả ở bên ngoài mình sẽ làm màu nhạt. Đấy, cứ nhìn rõ hình của mình nha. Cứ lá mọc đè là kia và quả mọc đè của kia, nhớ là cái quả bị đè lên thì quả đấy nó sẽ đậm hơn, biến lên màu rất thật và rất có chiều sâu.